đường ngọt không. Kính chào cả nhà đến kênh Long Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Long Thành, xã An Khánh Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Năm, quên Năm cưa cây cốc. Thì cây cốc này rất là to ở nhà, nhiều nhánh. Cây cốc này gần 50 năm rồi. Ở bên dưới thì có trồng những cây mận sữa, mận An Phước. Nhà thấy cây gốc của nó nè, tùm luôn. Rồi xin mời cả nhà cùng theo dõi Năm sẽ leo lên cưa cốc này như thế nào nha. Năm đang leo lên cưa nè cả nhà. Leo bằng cây thang, cây thang này chủ nhà tự chế luôn á. Tại vì anh đang cưa nhiều cây nên Năm phải leo bằng cây thang cho đỡ mệt. Anh Năm cũng đã lên phía trên nè. Cây cốc này là nhiều nhánh nè, quá to luôn á. Cả nhà thấy bên dưới có trồng nhiều cây mận. Những cây mận này đang có trái. Bắt buộc anh Năm sẽ treo những cái nhánh dòng xuống hết luôn, giống xuống hết luôn. Cây dây bên dưới nha, từ từ cái chánh lớn nè. Cái nhánh này ở phía đây coi nha. Quá bự cái nhánh này. Cho nó qua cái mái tòn như những cây cây mặn.
ok quá đẹp. Thành công rất đẹp. Thì năm tiếp tục là leo cái nhánh trên nha. Anh nằm theo cái nhánh lớn ha, cái nhánh này nằm chọn đi. Trên những cây mận đã có trái. Đi hết nổi. Sai không? Đuối vậy. Thì cũng đã quấn chị trồng cái gốc mít. Đây là cô có nhánh lớn. Anh Năm cũng yếu rồi. Nó giật cái máy có một phát này là xong, bây giờ giật mấy lần này. Máy bị nghẹt tăng cái gì này. Chú nhà với anh họ đã cắt xong rồi, cắt tỉa gọn giờ anh Nam chuẩn bị tiếp tục thôi, để đem cánh ra.
Chưa chưa rồi
được có trồng chắc á. Thì tôi những cây lắm, những cái cây có thời để anh tôi là anh quên làm cắt hoa. Chiều anh Nam ơi. Cây này cũng cỡ cái cây của ông Ca bữa hở mà Hoàng ơi. Anh Nam sẽ leo xuống đây nha. Tôi rồi. Mặn quá nè. Đâu có gì đâu, mặn mà. Mặn không là bừng bướm đi xịt mà. Đại với chấp gì, mặn thì sao gì. Phần góc này mình xin tạm kết thúc cả nhà ơi. Tối rồi mình về có bà già bà bệnh nên ở cửa cũng khoảng nửa tiếng nữa mình tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo nha. Anh Nam ở lại sau sẽ cưa.